Và bây giờ như thường lệ sẽ là phần dự báo thời tiết. Chào chị Lan Chi. Ngày hôm qua thì ở Hà Nội xuất hiện một cơn mưa lớn. Vậy thì tối nay liệu có mưa gió gì hay không? Và ở Hà Nội thì khả năng là tối nay sẽ không còn mưa to và dông mạnh như ngày hôm qua nữa. Dự báo chủ yếu là mưa rào lượng nhỏ thôi và thời gian mưa thì cũng sẽ muộn hơn ạ. Vâng. Nơi có mưa to cần chú ý ở Bắc Bộ trong tối và đêm nay, đó là khu vực vùng núi. Dự báo những nơi như là Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn hay là Thái Nguyên sẽ có mưa to đến 50 mm tương ứng với những vùng có màu xanh đậm ở trên bản đồ này. Trong cơn mưa có thể kèm theo cả sấm sét cũng như là gió giật mạnh. Dự báo là từ chiều tối và đêm 23 đến ngày 25 tháng 6, tức là cuối tuần này, thì ở khu vực Bắc Bộ khả năng sẽ xảy ra một đợt mưa vừa mưa to. Cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến là từ 70 đến 150 mm và có nơi mưa vượt 200 mm. Những cơn mưa này mặt tích cực là sẽ giúp cho các hồ thủy điện tăng thêm được mực nước. Thế tuy nhiên, bên cạnh đó, người dân ở vùng núi cần phải đề phòng với lũ quét và sạt lở đất cục bộ. Thời gian mưa tập trung về ban đêm, thế còn ngày thì miền Bắc vẫn khá nóng, nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và một số thành phố khác như là Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Cạn xuống Việt Trì, Hòa Bình, Ninh Bình hay là Hải Phòng trong khoảng 35 đến 37 độ. Với Trung Bộ thì nắng nóng cũng vẫn tiếp diễn trên diện rộng vào ngày mai, mức độ thì gay gắt hơn ở miền Bắc. Tại các thành phố như là Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế, Quảng Ngãi hay là Tuy Hòa, cao nhất phổ biến 37 đến 38 độ. Riêng Hà Tĩnh có thể lên đến 39 độ. Cuối cùng là phần dự báo thời tiết cho các thành phố trong đêm nay và ngày mai. Hạ Long đêm nay có lúc mưa rào kèm dông, 25 độ. Ngày mai trời nắng và oi nóng, nhiệt độ cao nhất là 33 độ. Đà Lạt đêm nay không mưa, trời lạnh, 18 độ. Ngày mai trời nắng, đến chiều tối thì sẽ có mưa dông, nhiệt độ không quá 25 độ. Tại thành phố Hồ Chí Minh đêm nay tạnh giáo và mát mẻ, 27 độ. Ngày mai nắng nhiều, trời nóng, 35 độ. Chiều tối có mưa nhỏ và rất nhanh.